Và ấy, bây giờ này, đấy cái phần mà mình đang muốn nói cùng các bạn. Đấy là cái phần mà chúng ta chữa những cái câu mà trong đề thi, được không? Trong đề thi ta biết rồi, để chúng ta có 15 câu trắc nghiệm. 15 câu trắc nghiệm này thì chúng ta được 6 điểm. Đấy, 15 câu trắc nghiệm nhá. Và 15 câu chúng ta được 6 điểm luôn. Thì tức là gì? Chúng ta sẽ có là chúng ta lấy 6 chứ 15 thì chúng ta ra là 0,4 điểm một câu, được không? 0,4 điểm một câu đấy đấy mọi người làm rất là chắc nhá đấy cái phần bài tập ấy hoặc cái phần lý thuyết ấy thì chúng ta phải ghi rất là nhiều đúng không chúng ta mới được điểm nhưng mà tuy nhiên ấy đấy là gì chúng ta chỉ cần khoanh đúng một câu thôi là chúng ta được 0,4 điểm rồi ok chưa đấy cho nên ấy khi mà đi thi chúng ta nhớ nhá chúng ta không nắm chắc được 6 điểm chúng ta phải nắm được trên 5 điểm ở cái phần trắc nghiệm này đúng không thì chúng ta mới mong được điểm cao được ok chưa nào thì bây giờ nhá mình sẽ trước của các bạn hai cái đề đấy nói là hai cái đề thôi nhưng mà tuy nhiên chúng ta mới học xong kiến thức phần 1 thì chúng ta cũng chỉ chữa được là mỗi đề mấy câu thôi đúng không cụ thể này cái đề 31 tháng 5 năm 2023. Đấy, thì 31 tháng 5 năm 2023 nhá. Thì em thấy có là gì? Làm được 4 câu trong đây. 4 câu nó hỏi về cái lý thuyết của phần này, đúng không? 4 câu. Và dưới thì mình sẽ chơi cho các bạn là gì? Cái đề ngày 4 tháng 7 năm 2023. Thì cái 4 tháng 7 năm 2023 ấy thì nó sẽ có 4 câu. Câu 1 2 3 4 thường là mấy câu đầu tiên ấy, nó hỏi về cái này luôn. Đấy. Và ngoài ra cái đề 4 tháng 7 này ấy, thì nó còn có đây, cái bài tự luận mọi người thấy, phân tích vai trò xã hội của pháp luật liên hệ với pháp luật Việt Nam thấy không Câu cầu là phân cái vai trò xã hội thôi đúng không xã hội chứ không phải tính giai cấp đấy tính xã hội đây đúng không và liên hệ với pháp luật Việt Nam đấy Câu câu này chính là được hai điểm đây ok không rồi nhá đây chính là đi 4 tháng 7 năm 2003 đấy thấy không rồi còn câu 2 này là chúng ta phải học cái phần pháp luật thì chúng ta mới làm được Vâng, chúng ta chưa học về pháp luật nên chúng ta chưa làm được câu này nhá rồi bây giờ mình sẽ cùng đi chưa với các bạn cụ thể như sau chúng ta cùng đến với câu số 2 ở đây là tại người ta khoanh trước đáp bán rồi cho nên mình phải tẩy đi cho mình ghi lại ABCD thôi nhưng không có gì lạ đâu nhá câu 2 đây theo tuyết thuyết Mark Lenin thì phương thức xuất hiện nhà nước thuần túy và điển hình nhất là gì các bạn còn nhớ không mình đã nói cho các bạn rất là rõ cái này rồi nhá mình còn có một cái dòng cuối của mình ghi nhỏ nhỏ cho các bạn ấy đúng không thì các bạn còn nhớ không trong các nhà nước này đúng không thì nhà nước nào là xuất hiện thuần túy và điển hình nhất thì mình có thể quay lại cho các bạn xem nhé. quay lại phần mà nhà nước cho các bạn xem Đây chúng ta có thể thấy đây là gì? Các nhà nước đầu tiên này, mình đã nói cho các bạn đấy là có ba cái, đây là nhà nước Anten này, nhà nước giáp Manh và nhà nước roma đúng không? Thì ở đây các bạn mới học thôi, thì mình sẽ mở lại đúng không? Cho các bạn nhìn lại các bạn nhớ. Đấy, thì các nhà nước đầu tiên đây có ba nhà nước Anten này, nhà nước giáp Manh này, nhà nước roma này. Thì trong đó nhà nước Anten là gì? Ra đời do sự chiếm hữu tư liệu sản xuất và sự phân hóa giai cấp. Cho nên mình cũng nói rồi đúng không? Đấy là phương thức xuất hiện nhà nước thuần túy và điển hình nhất là nhà nước Anten đúng không? Nhà nước Anten, nhiều lúc mình cứ gọi là Anten ok nhưng mà nó là at nhá chúng ta chọn đáp thôi có phải nhà nước at không? đấy đáp án c là không phải bốn điểm rồi dễ đúng không rất là dễ như thế thôi chứ có gì đâu ok chưa tiếp câu ba này xác định khẳng định đúng cho các khẳng định sau đây đấy ở trong đề kiểm tra ấy, nó sẽ có 5 câu như này xác định khẳng định đúng và xác định khẳng định sai đấy. còn trong đề thi ấy, thì cũng có thể có một số câu tuy nhiên thì nó sẽ dễ hơn trong đề kiểm tra được không đề kiểm tra chủ yếu chúng ta sẽ phải tổng hợp rất là nhiều lý thuyết nhưng mà đây đề thi nó cũng đơn giản thôi ta cùng xem A. Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước và đảng cầm quyền. B. Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên. C. Bộ máy nhà nước là tập hợp những cơ quan nhà nước. Hay D. Bộ máy nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất. Để hoạt động nhá. Hoạt động theo những nguyên tắc chung thống nhất. Thì đây nghĩa là gì? Nó chỉ hỏi ý, bộ máy nhà nước là gì, tức là định nghĩa của bộ máy nhà nước thôi, đúng không? Định nghĩa của bộ máy nhà nước chẳng lẽ em ta không biết, đúng không? Nãy giờ mình đã nói rất là nhiều nhá bộ máy nhà nước nó quay lại thôi dễ đúng không đây rồi bộ máy nhà nước là gì là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương được tổ chức theo những nguyên tắc chung thống nhất thì chắc chắn là chúng ta đã thấy rồi đúng không trung ương đến địa phương thì có mỗi một, một đáp án thôi là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương nó nói đúng y cái định nghĩa của mình thì mình khoanh thôi đúng không rất là dễ đấy lại được không phải bốn điểm nữa rồi rất là dễ đúng không đấy là cái kiến thức chương một nó chỉ có như vậy thôi ta này cần ghi lại đấy là chúng ta sẽ nhớ được không? Đấy các bạn cứ thấy mình thiếu cái gì các bạn cứ ghi lại, được không? Nhưng mình đã tổng hợp rồi đấy. Ta là để làm ra cái cái bản slide này mình cũng ngồi mình ghi lại mà, đúng không? chứ mình đâu có copy được từ đâu đâu, được chưa nào? Được nhá. Tiếp theo là câu 4 này. Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước sau đây được áp dụng tại Việt Nam hiện nay, đúng không? Đây. Thì đấy là phương pháp quyền lực nhà nước nào nhá, được áp dụng tại Việt Nam? A là gì? Giáo dục thuyết phục, trừng trị. B là cưỡng chế, trừng trị. C là giáo dục thuyết phục, cưỡng chế hay đây là trừng trị? Thế rằng là chúng ta thấy trong nước của ta là gì? Cộng hòa dân chủ các thứ đúng không? Thì không phải nào mà có chứng trị được. Đúng không? Ngay chứng trị nó cứ kiểu là rất là nặng nề đúng không? Đúng nhà nước chúng ta chỉ làm sao? Giáo dục thuyết phục và cưỡng chế thôi, đúng không? Thuyết phục và cưỡng chế thôi, chứ chưa đến mức là chứng trị. Đúng chưa? Các bạn nhớ nhá. Phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước ấy, chứng trị sẽ không áp dụng tại Việt Nam, nếu như vậy. Ở Việt Nam ta chỉ có là giáo dục thuyết phục cưỡng chế thôi, chứ không có trường trị. Ok chưa? Xong câu 4. Tiếp theo này chúng ta chỉ đến câu 5. Đấy là cái câu cuối cùng mà chúng ta có thể làm được ở đề 31 tháng 5 năm 2023 nhá, bởi vì chúng ta mới học cái lý thuyết phần 1 thôi, đúng không? câu 5 này, lựa chọn khẳng định sai cho khẳng định sau đây. Ok, xem câu nào sai chúng ta chọn là được, đúng không? Nó cũng giống như trong đề kiểm tra ấy, điểm tra nó cũng bảo đúng sai thôi. Câu nào đúng cho câu nào sai thì chúng ta phải biết mà chọn. A à này. Trong xã hội công xã nguyên thủy đã có quy phạm xã hội để duy trì tự. Thì đây, nó nói đến quy phạm xã hội đúng không? Thì quy phạm xã hội này bản chất chúng ta chưa biết bởi vì nó sẽ học ở cái phần 2 đề pháp luật Đấy nhưng mà tuy nhiên ấy, chúng ta xem là có cái nào mà ở phần 1 này không thì chúng ta hãy xem luôn đúng, đúng không b này tập quán pháp tập quán pháp ấy, thì chúng ta cũng sẽ học ở phần sau đúng không cái phần hai của chúng ta là pháp luật ấy, thì chúng ta mới học đến mấy cái tập quán pháp này đúng không c này theo quan điểm của thuyết pháp luật tự nhiên pháp luật là do chúa trời thượng đế tạo ra để cai quản trần gian và giúp vua quản lý xã hội d nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của pháp luật đúng không tức là cái này lại nói đến pháp luật này ba cái câu là a b d ấy, nói pháp luật đúng không có mỗi câu c ở cái phần là gì ở cái phần mà cái lý thuyết hôm nay chúng ta học thôi đúng không ở cái lý thuyết phần 1 là những cái vấn đề cơ bản về nhà nước chính là cái lý thuyết hôm nay chúng ta học như chúng ta xem nhá có mỗi ý này chúng ta xem được thôi chúng ta xem luôn ý c có đúng không hay là nó sai ý c này theo quan điểm của thuyết pháp luật tự nhiên pháp luật là do chúa trời thượng đế tạo ra Ý các bạn nhớ không pháp luật do chúa trời thượng đế tạo ra ấy thì nó sẽ là gì nó cũng giống như nhà nước ấy các bạn thấy đây nhà nước đúng không nhà nước đây là do thượng đế tạo ra kể cả nhà nước và pháp luật nhá và pháp luật luôn theo thuyết thần quyền thì ừ. vận vật do thượng đế tạo ra kể cả nhà nước và pháp luật đấy nhưng mà đấy cái c này người ta lại nói là gì cái c người ta nói theo cái gì theo quan điểm của thuyết pháp luật tự nhiên đúng không thì đây chúng ta có nói gì thuyết pháp luật tự nhiên đâu đúng không mà chúng ta theo gì theo ấy là thuyết thần học đúng không? thì pháp luật với cả nhà nước đều do chúa trời và thượng đế tạo ra chứ không phải nó tiếp tự nhiên đúng không thì cho nên chúng ta chọn IC nhá ta biết đây là IC là một câu sai cho bởi vì phải theo thuyết thần học chứ không phải theo cái thuyết pháp luật tự nhiên thì hết với chưa nào xong vậy ở đây mình đã chưa các bạn xong nhá những cái câu hỏi có trong đề 31 tháng 5 năm 2023 đấy những cái câu hỏi mà ở chương này ấy, rất là dễ thôi đúng không nào thì bây giờ này mình sẽ chữa nốt cùng các bạn đây là đề 4 tháng 7 năm 2023 được không đề ngày 4 tháng 7 thì bây giờ chúng ta cùng xem chúng ta cũng sẽ có bốn câu nhá bốn câu chúng ta hãy làm được ở đây thì chúng ta cùng xem này bốn câu là chúng ta đã được bao nhiêu 4 nhân 0,4 bốn là bằng một hai điểm thôi rất là dễ thôi đúng không câu một này nội dung hoạt động nào không thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước đây rồi nội dung hoạt động nào không thuộc chức năng đối ngoại nhá ok thì cái này rất là dễ thôi đúng không đấy như mình đã nói đấy là nếu mà trắc nghiệm ấy thì nó có thể hỏi bất kỳ chúng ta một nội dung nào cho nên đấy các bạn ôn kỹ nhá các bạn không bỏ được không bất kỳ nội dung nào mình cho các bạn ghi ấy thì nó cũng có thể hỏi nên các bạn nhớ ghi kỹ vào có nào? Câu 1 đây. Nội dung hoạt động nào không thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước thì mọi người cần nhớ không? Trong cái chức năng của nhà nước thì mình đã nói rồi, nó có đối nội và đối ngoại đúng không? Đối nội và đối ngoại. Ok chưa nào? Đối nội và đối ngoại, hai cái như vậy. Thì mình cũng đã nói rồi, đối nội là gì? Đối nội là phạm vi trong nước thôi, nhớ nhá, trong nước. Còn đối ngoại là gì? Ngoài nước. Cứ cái gì ngoài nước sẽ là đối ngoại, còn cái gì trong nước sẽ là đối nội. Ok chưa? Đơn giản như vậy thôi. Bây giờ người ta hỏi là gì? nào sau đây á không thuộc chức năng đối ngoại là người ta hỏi là cái nào là đối nội thôi đúng không? Không phải đối ngoại thì nó sẽ đối nội. Được chưa nào? A này. Xây dựng lực lượng quốc phòng, phòng thủ chống xâm lược quốc gia khác. Các bạn thấy đúng không? Nó nói đến quốc gia khác rồi. Nói đến quốc gia khác như mình đã nói, cứ nói xuất hiện cái chữ quốc gia khác ấy chắc chắn nó sẽ là đối ngoại, đúng không? Chắc chắn đây sẽ là đối ngoại. Nhưng mà người ta hỏi là gì? Không thuộc đối ngoại, cho nên ý A là sai rồi đúng không? Không thuộc đối ngoại mà. B này. Tham gia giải quyết vấn đề của tính chất quốc tế. Tính chất quốc tế thì có phải đối ngoại không? liên quan quốc tế rồi tức là liên quan các quốc gia khác rồi đúng không thì đây chính là đối ngoại đây chính là đối ngoại nhưng mà người ta hỏi không thuộc đối ngoại thì thôi bỏ luôn đúng không c này tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế tiến hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi quốc gia hay d tham gia hợp tác với các quốc gia khác thì mình cũng đã nói rồi đúng không cứ nói quốc gia khác sẽ là đối ngoại thì đây lại không phải rồi thì chắc chắn chúng ta phải chọn đi c thôi ý c là gì tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế tiến hành hoạt động kinh doanh trong quốc gia thôi đúng không mình đã nói rồi cứ trong quốc gia ấy, trong một nước thôi nó chỉ là đối nội còn với các nước khác ấy, là đối ngoại thì đây dễ rồi đúng không không phải chức năng đối ngoại ấy. thì đấy chúng ta loại đi mấy cái chức năng đối ngoại này thì chúng ta chọn được nốt cái này đúng không cái này chỉ là đối nội chứ không phải đối ngoại xong nhá xong câu 1 tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 2 xác định hệ thống cơ quan xét xử trong hệ thống cơ quan sau đây ok xem là hệ thống cơ quan xét xử là gì thôi đúng không được, ok a quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp b chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp C. Tòa án nhân dân các cấp hay là D. Là viện kiểm soát nhân dân các cấp Thì đấy, thật ra ở đây cái chương 1 này nó còn có một cái phần kiến thức nữa mà mình chưa nói với các bạn Đấy là ấy, phân loại cơ quan nhà nước, đúng không? Có các cơ quan quyền lực nhà nước này, cơ quan quản lý nhà nước này, cơ quan xét xử này Đấy, mình có thể nói cho các bạn sơ sơ ở đây nhá Nếu mà bạn nào muốn ghi thì mọi người sẽ ghi lại nhá Đấy là chúng ta có này, cơ quan quyền lực nhà nước Thì nó sẽ bao gồm là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp cơ quan quản lý nhà nước sẽ bao gồm chính phủ cơ quan xét xử đây nó hỏi cơ quan xét xử đúng không cơ quan xét xử sẽ bao gồm những cơ quan là gì các cái tòa án đấy ta, chúng ta không ghi này chúng ta cũng biết thôi đúng không để xét xử thì phải vào tòa án chứ đúng không chẳng nghe vào quốc hội để để xét xử đúng không hay là vào ủy ban để xét xử đúng không hay vào viện kiểm soát để xét xử chắc chắn là chúng ta phải vào tòa án để xét xử thôi đúng chưa đấy còn cơ quan kiểm soát sẽ là viện kiểm soát nhân dân đúng không thế thôi đấy chúng ta có là cơ quan quyền lực này cơ quan quản lý cơ quan xét xử cơ quan kiểm soát cụ thể mình có thể nói lại về cơ quan quyền lực nhà nước sẽ bao gồm là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp cơ quan quản lý nhà nước sẽ bao gồm chính phủ cơ quan xét xử thì sẽ bao gồm các cái tòa án còn cơ quan kiểm soát là viện kiểm soát đúng không bây giờ là gì cơ quan xét xử chắc chắn là tòa án rồi thì ở đây có mỗi một cái tòa án thôi đúng không thì chúng ta chọn án c rất đơn giản thôi đúng không rất ra cái này người ta không nói thì ta cũng biết xét xử thì phải vào tòa án xét xử chứ ok chưa xong câu hai nhá tiếp theo chúng ta đến câu 3 rồi chúng ta còn câu 3 và câu 4 có ba là gì? Chính thể gì? Chính thể chấm chấm đúng không? Đấy người ta có thể cho cái bài đục lỗ này đúng không? Người ta cắt một cái gì đấy ở đây đi, xong người ta bắt mình điền vào. Đấy, người ta cho rất nhiều cái chúng ta điền. Đấy chúng ta phải biến đúng đúng không? Chính thể nào ấy? Là hình thức chính thể trong đó quyền bầu cử để thiết lập các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao được pháp luật quy định cho nhân dân. Ok, nhân dân được quyền bầu cử thì chúng ta xem quân chủ tuyệt đối, cộng hòa quý tộc, quân chủ hạn chế, cộng hòa dân chủ, đúng không? thì đây nhá chắc chắn là mọi người cũng đã biết được đáp án là gì rồi đúng không? nhưng tuy nhiên mình sẽ lên nhắc lại cho các bạn xem chính thể gì hồi đây chúng ta hãy cùng xem rồi hình thức chính thể đây đúng không chúng ta hãy có là chính thể quân chủ này chính thể cộng hòa này đấy thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta là gì quân chủ tuyệt đối quân chủ hạn chế cộng hòa quý tộc và cộng hòa dân chủ thì như mình đã nói rồi đúng không nếu mà chính thể quân chủ ấy thì cái quyền bầu cử không phải là của nhân dân đúng không không phải của nhân dân đấy chỉ là như kiểu con vua thì vẫn làm vua thôi đâu có bầu cử gì đâu đúng không nhưng mà chính thể cộng hòa sẽ là quyền bầu cử đúng không có quyền bầu cử rồi cứ nhớ chính thể cộng hòa là có quyền bầu cử rồi tuy nhiên ấy nếu mà cộng hòa quý tộc là gì chỉ có quý tộc mới được đi bầu cử thôi chứ không phải nhân dân đúng không cộng hòa dân chủ thì là gì cả nhân dân được đi bầu cử đấy thì nãy người ta hỏi là gì cái hình thức nào ấy là dân được đi bầu cử đúng không thì nó chính là cộng hòa dân chủ đúng chưa thì mình đã nói với các bạn rất là rõ rồi với thế nào Nói ra nó cũng rất là dễ thôi chứ đâu có khó đâu đấy cộng hòa dân chủ của chúng ta là ý đê, đúng không quân chủ tuyệt đối hay cộng hòa quý tộc hay quân chủ hạn chế cũng không phải đúng không nhưng mình đã nói hình thức quân chủ ấy là không có bầu cử đúng chưa còn ý, bầu cử đây thì nó chỉ có là cộng hòa quý tộc hay cộng hòa dân chủ thôi thế nhưng mà ở đây là gì quy định cho nhân dân thì phải là dân chủ chứ đúng không cộng hòa quý tộc là gì nếu mà đây là quy định cho quý tộc chẳng hạn thì ra chọn đáp án là cộng hòa quý tộc bởi vì chỉ có mỗi là quý sự tộc được đi bầu cử thôi đúng không ok câu ba ta chọn án d là xong tiếp theo chúng ta đến câu cuối cùng này trong cái phần này chúng ta có thể làm được Đấy là câu 4. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin, nhà nước ra đời là do cái gì? A. Thượng đế tạo ra để cai quản con người dưới hạ giới. B. Phân hóa giai cấp và đầu tranh giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được. C. Chiến tranh quyết liệt giữa các vị tộc bộ lạc. Hay D. Người dân cùng thỏa thuận thành lập ra để bảo vệ lợi của chính họ. Thì đáp đây là gì? Theo quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin thì các bạn có cần mình quay lại cho các bạn xem không? Theo quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin ấy, thì nhà nước ra đời là do gì phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp gay gắt đến mức không thể tự điều hòa được mới có nói rồi đúng không đấy phân hóa giai cấp và sự đấu tranh giai cấp đến mức không thể điều hòa được thì đấy là quan điểm của chủ nghĩa mác lenin còn ấy thượng đế tạo ra là gì là thuyết thần quyền rồi không phải rồi đúng không chiến tranh quyết liệt giữa các thị tộc bộ lạc là chất bạo lực rồi đúng không đấy còn gì người dân cùng thỏa thuận thành lập ra để bảo vệ lợi ích của chính họ để thiết kế ước xã hội rồi đúng không đấy chứ đâu phải là thuyết mác lenin mác lenin là gì phân hóa giai cấp và đấu tranh giai cấp gay gắt đến mức không thể điều hòa được vì đó mới cần nhà nước đúng không nhà để nhà nước làm sao nhà nước phải giải quyết cái mâu thuẫn này đúng không và giải quyết những cái đầu tranh giai cấp này ok như nào xong nhá đấy là rất đơn giản vậy thôi thì chúng ta đã chữa xong được không Để 31 tháng 5 với cả để 4 tháng 7 rất là dễ có 4 câu như vậy mỗi đề có 4 câu nhá và ấy chỉ là trong cái phần tự luận mình cứ nói để là người ta có thể hỏi mình đúng không đấy phân tích vai trò xã hội pháp luật liên hệ pháp luật Việt Nam Ờ, ừ, và có vẻ mình đang bị nhầm đây là vai trò xã hội của pháp luật mà đâu phải của nhà nước đúng không mình đang bị nhầm nhá đây mình đang bị nhầm ấy sau này mình chỉ các bạn đến phần 2 đây là những cái vấn đề chung của pháp luật đấy thì mình sẽ nhắc lại câu này nhá đấy đây mình đang bị nhầm mình lại đọc nhầm là phân tích vai trò xã hội của nhà nước thế rồi mới bị nhầm thôi đúng không còn đây là phân tích vai trò xã hội của pháp luật thì khi nào đến pháp luật đấy chúng ta cũng sẽ có tính giai cấp và cả tỉnh xã hội đúng không thì khi đó mình sẽ nói lại của các bạn chỗ này ok hôm nào rồi tóm lại về cơ bản là hôm nay chúng ta kết thúc tại đây thôi thì mình đã chỉ các bạn xong cái lý thuyết phần 1 này Đấy, rất là chi tiết rồi đúng không? Rất là dễ hiểu rồi. Cũng như mình đã chữa cho các bạn đúng không? Rất nhiều các cái bài trắc nghiệm. Đấy thì mọi người dễ hình dung hơn để người ta sẽ hỏi chúng ta những câu như thế nào, được không? Tóm lại là những cái mình ghi là những cái các bạn cũng nên ghi. Ok. Rồi. Và bây giờ mình hôm nay đây thôi nhá. Nếu bạn nào có thắc mắc gì thì hãy để lại phần bình luận, mình sẽ giao cho các bạn. Xin chào hẹn lại các bạn trong video tiếp theo. Ở video tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu đến cái phần 2, đấy là những vấn đề chung về nhà nước được không? Thật ra chúng này có 3 phần thôi. Nhà mỗi phần thì nó khá là nhiều lý thuyết đúng không? Cho nên nó hơi dài một chút nhưng mà không sao nhá. Mình sẽ cố các bạn tìm hiểu hết, được không? Ok. Mình chào hẹn bạn các bạn. Các bạn mọi người. Bye.